xin chào các bạn nhé. Video này mình sẽ review cho các bạn về một dòng sản phẩm mới bên mình, đó là động tiêu Xifeng 6603, một dòng trường tiêu trúc tím. Đầu tiên mình sẽ đi vào phụ kiện nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái dây treo và một cái bảng hướng dẫn các nốt ở trên tiêu. Tiếp theo là một quyển sách dạy thổi tiêu cơ bản bằng tiếng Trung Quốc. Đấy, bởi vì là cái dòng tiêu dành cho người mới bắt đầu ấy, từ 6601 đến 6605 thì là dành cho người mới bắt đầu, cho nên là hãng người ta sẽ tặng sách. Còn dòng chuyên nghiệp từ 6606 trở đi là không có sách nữa các bạn ạ. Bởi vì là đã chơi chuyên nghiệp rồi thì không cần thiết phải tặng một quyển sách dành cho người mới bắt đầu. Và tiếp theo là chúng ta sẽ được tặng một cái hộp đựng tiêu như này nhé. Đó. Cái này thì shop hãng người ta không tặng kèm, nhưng mà shop mình thì nhập riêng để tặng cho các bạn. Và đây là những cây tiêu các bạn nhé, những cây tiêu Xifeng 6603. Ở đây có 5 cây, 3 đô và 2 dê. Thì ở đây tất cả đều mình lấy dòng không có khớp các bạn nhé. Đấy, thực tế là hãng người ta bán loại có khớp nhưng mà mình không lấy, bởi vì là dòng có khớp thì mình cảm giác là nó sẽ dùng về lâu dài thì cái khớp nó sẽ không được trơn tru như lúc đầu thôi các bạn ạ. Đấy, thì lâu dài nó có thể nó bị hỏng khớp, thì mình lấy dòng một khúc cho nó bền thế thôi. Còn âm thanh thì 1 hay 2 hay 3 khúc nó đều như nhau các bạn ạ. Đó. Thì cây tiêu này về cái hình thức của nó thì nó tương đối là giống với cây Xifeng 660, tương đối với Xifeng 6606. Bởi vì tiêu thì thực tế là các bạn để ý là cái phong cách thiết kế của nó rất là nhiều cây nó rất giống nhau. Từ 6603, 6605, 6606, 6607 nó chỉ khác nhau đúng một chút thôi. Đó. Cây 660, ví dụ 6606 thì nó gần giống như cái này. Cây 6605 thì nó cũng thế nhưng mà nó không có khắc thư, không có khắc logo. Đó. Cây 6607 thì cũng tương tự như này nhưng mà thay vì khắc thư thì nó lại quấn dây ở trên đầu thế thôi. Còn cây này thì so với 6606 thì nó là một cây gần giống nhất. Đó, gần giống về ngoại hình các bạn nhé. Có hai điểm duy nhất để chúng ta phân biệt giữa 6603 và 6606 đó là logo. Thì logo này phía sau của 6603 ấy, nó sẽ không có hai cái chữ tinh luyện màu đỏ đằng sau này. Còn 6606 nó sẽ có hai chữ tinh luyện đằng sau nhé. Và cái điểm tiếp theo để phân biệt đó là 6603 thì chúng ta không được sơn lòng bên trong. Đó, không được sơn lòng bên trong thế thôi. Còn lại thì về hình thức thì nó giống như hệt. Ở phía đuôi này chúng ta vẫn được trang bị một cái đầu bọc sừng thật, sừng trâu các bạn nhé. Đó. Phân khúc này là phân khúc tập trung là những người mới tập, nhưng mà hãng người ta vẫn trang bị một cái sừng trâu rất là xịn, không phải là đồ nhựa các bạn nhé. Đó. Cây tiêu thì có nắp. Đó. Đặt môi rất là dễ dàng. Mình sẽ cho các bạn xem về cái chất trúc nhé. Đó. Tầm giá khoảng loanh quanh 1 triệu này thì chắc chắn là họ sẽ không dùng những cái trúc non mà. Trúc tất cả đều trúc ok hết. Đó. Mình lấy 5 cây về demo cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào âm thanh nhé. Đây là một cái dê. Tiếp theo lại là một cái dê nữa. Nói chung là tiêu của Xifeng thì 100% là lên đến son 3. Và cái đặc điểm của tiêu Xifeng mình thấy khác với những cái dòng tiêu khác mà mình đã từng trải nghiệm, đó là người ta làm cái nốt si dáng 2 này thổi rất là dễ lên. Đó.
dây lên và nghe rất rõ. Mình rất thích cái tiêu xi phen ở cái điểm này, bởi vì nhạc Trung Quốc thì chúng ta sử dụng khá là nhiều nốt xi dáng hai đấy. Đó. Như này thì chúng ta vuốt xoắn xi rất là dễ. Còn nếu mà lên khó ấy, cây nào bị lên khó thì chúng ta sẽ buộc phải sử dụng mở nửa lỗ ngón cái thì nó sẽ vuốt, nó sẽ không được mềm như thế này. Kế dành cho người mới tập nhưng mà nó cũng khá là ngon. Nốt đồ với cả các nốt cao nó vẫn dễ lên. Ok, bây giờ mình sẽ test với beat một bài nhé.
đó là Teosinfen 6603. Thì về tổng thể thì nó so về chất lượng với 6605, 6606 thì tất nhiên là nó không bằng rồi. Những cái dòng cao tiền hơn thì nó sẽ chất lượng sẽ tốt dần lên. Đó, nhưng mà với cái phân khúc mà các bạn mới tập chơi thì mua cây này rất là ổn, rất là ổn. Đó. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì có thể truy cập sáo trúc đào duy.com hoặc các đường link mình để dưới phần mô tả video nhé. Xin chào các bạn.